đài phát thanh Hà Giang. Bình Hồng thường tiếp mời Bình Hồng toàn nghe chương trình thời sự thành quay tổng hợp cam tài của đài phát thanh Hà Giang vào đây. Khai khấn chương trình văn đây để phân tin. Tôi làm phân tin mời Bình Hồng toàn nghe một lần hiến pháp số thảm thiết hạ. Phần tuyết của chương trình bị phóng sự. Sa Phương Đồ hát đầy hà, cầm báo Hồ báo, mưa hạt nông nghiệp. Khán hay mời Pinong toàn nghe nội dung của phần tin. Pin Hồng thường điếp, văn thiết bất bình thảm, Chủ tịch ủy ban dân dân tỉnh Đa Văn Bồng đã bị đang hẹt việc phải giải quyết một việc khiếu nại do tranh đền cằn chú thôn Xéo Lùng, cấp Sấy Sa Phìn, xã Lũng Cú, huyện Đông Văn. Dự nhận bị lãnh đạo sở tài nguyên, thanh tra tỉnh, biên phòng, công an tỉnh, huyện Đông Văn. Ban tiếp công dân trung ương, cấp lại liên dần giúp thôn Xéo Lùng, cấp Sấy Sa Phìn, xã Lũng Cú. Hành chính sách ổn định dân cư tốt làng phần giới cảm mốc, Ủy ban dân huyện Đông Văn đã mi công văn số thẩm tiếp cầu, văn thẩm tiếp cầu bình tiếp vì thông xin tiếp ất, một việc giải quyết theo đề nghị của hội đồng mưa hạch quyết định bán đần thi tiếp thảm cũng huyền. Bài khẩu tòng, cảm đình, hay thủ tục giao đình, cấp cấp chỉ chứng nhận quyền dùng đình, hạ nhân lươn, bị mất đình, tốc lòng phần giới cảm mốc. thong luân lẻ ké sung dũng phứ, thôn xéo lùng, cấp ké, ly xính hờ, thốn xáy xà phiền. Mất lại đình nhất, đợi lại luân Do hẳn thong luân đã đầy ưu tiên, chọn đình vài rú. Đới cơ sở công văn lần nữa, văn tiếp hạ bên thong bị thong xin tiếp ất, đại diện hội đồng bác đẳng thí tiếp tham của huyện đồng văn đã bế khẩu tông đinh đàm túc hai lươn kẽ phứ các kẽ hờ lươn kẽ phứ lè hơn tiếp tham xin thòng bác mét vuông lươn kẽ hờ lè hơn tiếp ất xin số bác mét vuông tốc lăng nhân đại đinh thòng lươn này đã nhất tí nhận ngân tiền bù lươn kẽ phứ nhận thí bác hà tiếp sốc triệu ngân lươn kẽ hờ nhận thí bác thòng tiếp chất triệu ngân thòng lươn đã nhận đo ngân theo quyết định của tỉnh xong pét lươn rút hồn xéo lùng Pai Mi Đi Nam Túc, Đà Mi Đơn Kiến Nghị, lại Pai đến Huyền, Ái Huyền Bến Đinh Đeo cần Hàng Hạ tiếp Luân Đại thôn Bằng Việc, Bến phân Ô, Búc Thăm theo Thăm Long Đình. mi thì tiếp cầu phấn số luân đào thôn nhất trí để các hạt này. Hắn lại mùi luân để bán cầu xin, cầu bác và thiết chất mấy vùng đình. Viên hồng đào thôn cũng đề nghị thu tao đi đâm túc của thông luân lệ kế phứ cấp kế hở. Vì đình đâm túc của thông lươn này lệ quảng vay bén hay lại liên táng. ban nhân dân huyện Đông Văn đã bị quyết định số pet park số chất tiếp chất văn thòng tiếp cầu bươn tham vì thông sinh tiếp tham. Mưa việc thu tàu đình nông nghiệp bút thòng lươn đang đảm túc. Kết quả bị pet lươn đào thôn sáu lùng bốc thàm tàu phân đình đã đẩy huyền chia hờ lươn kế phứ cấp kế, kế hờ. Song kép phứ cấp kế, kế hờ mới nghe theo. Nhất định bị pet tàu đình đến lý do huyền đã cấp đình theo công văn số thẩm tiếp cầu. Do hẳn pet lươn hạt thân khăn này bãi đại cấp đinh năm trúc cấp đinh năm khẩu theo phương án của huyện chính lâu hành ba thân việc khiếu kiện hằng lì thân cấp pet lươn bãi đại bến đình chấp lại khó khăn đã tới thổng công văn đã kiến nghị ủy ban nhân dân huyện giải quyết lại bài đối cơ sở trang ái cũng lai lươn đại thôn lại đại bến đình đều cần phải bị đình đàm trúc kết luận rút nặng hết việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bồng nhất trí đối phương án của huyện cấp lên báo giao hở thanh tra tỉnh bảo đới là ngành truyền môn của tỉnh, cũng huyền, quay lại lò làng, mở quy định, mi phương án chia đình, lai lươn. Theo Hồ cần, để cơ sở dân chủ, bình đẳng, đào lúc lai cấp lại ngành đầy giải quyết, thì bướng nạ, lai lươn, vẫn phải ổn định, mở tới thỏng con văn, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, có lúc bị phương án quy hoạch lò làng, cấp chia đình, phá hẳn lại ngành của tỉnh thẩm trình, bị ban dân tỉnh quay xét phê duyệt mới đẩy khiếu kiện phá hạ cấp thông hơn vì đang thẩm quyền tỉnh cấp huyện đang thời gian giải quyết giao hạ cấp ủy chính quyền huyện vẫn lân báo thằng lai lươn hẹn đây hà chủ trương đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giúp đỡ xã lai ngành quốc tỉnh vào đới huyện ao khảo hẹn các bị báo cáo tỉnh để bươn tham và giải quyết việc này đang thời gian bền nhất ngắm qua mà ghé nguyễn trung tài ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy các ban tổ chức tỉnh ủy đã bị bay thăm cấp kiểm tra bộ viết áo khổ phúc long mày bác hồi giúp thôn Na Nôm xa đường ẩm huyện Bắc Mề, bay vào bên lãnh đạo huyện Bắc Mề. Mai hồi long mày hồi lấy lòng mày túc đấy huyện Bắc Mề, lấy lòng mày phúc máu. Tô con, long mày này đẩy lươn cá phùng văn hòn giúp thôn Na Nôm xa đường ẩm, ông bác phúc hát à nâng, hàng thân khăn này đã đẩy sốc bì. Các hòn lần bì thông xin linh cầu, các khảm xà cốc hàng huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Trong mưa cách túc cấp các hẹn rau hồi hắn bay hồi phúc chấm mà đẩy lại gần ngay chăm coi pi thông xin đinh cầu cá chấm óc thòn phá hà tiếp xin gần thử phe nó bay hồi mà phúc tốc lăng tham pi phúc nó bay hồi cũng lượn cá hòn khẩn khéo ót pi thông xin tiếp thòng bay tốc có nhất lượn cá hòn hạt óc dâu hồi về khai đới mùi ha liên phúc bay hồi chấm mà hàng lượn cá hơn sốc tiếp chiều gần từ hiệu quả kinh tế chống mà đẩy từ phúc bay hồi của lượn cá hòn ta bên lại đoàn thần trầm thăm bậc cách phúc bay hồi cắp hẹt giao hồi. Khăn này tăng thôn bi sốc tiếp thông lươn dần, thì bi tham tiếp lươn trúc mày hồi. Đến đi nằm trúc mày hồi của thôn khăn này, đã khai quảng, bán đần tham tiếp tí hát à. lên lòng mày ngay chăm trúc, hạp đến đi nằm trúc bi thẳng rút thôn đàn đồm, bi thúc chăm quay lại. Khăn đấy hẳn, mai hồi cùng trúc bày khăm đồng. Chính lòng hành công ban tổ chức tỉnh ủy quyến trùng tài cùng đạp báo pin đồng. Tốc lăng trúc cùng phải chăm coi văn khốn và mày hồi khẩn đại mạc cáp ái lãnh đạo huyện bắc mề phần coi thân thử máy chế biến xã tin thử mơ rau hồi hạt cân dần mì cơ chế hư cân dần khai quảng mở điểm túc mày hồi lần pháo cân dần chuyến tối tăng lên đình đam búc bảy mác bí bần, khảm túc bài hồi vảy hạt rau hồi góp phần tả sắc tả khò hạt bản làng báo rút đào huyền vài chỗ mà khí thế thi đua luôn là ngay từ những văn hồ bề báo thọ trần lý tiếp hà ngắm qua mà sàn nan xìn huyền sĩ mần đã hết để ốc quần khai tăng cải đại đoàn kết. Tham gia hai tăng cải, đế Pinong lai dân tộc, vì lại đồng chí lãnh đạo huyền xin bần, cán bộ giao viên đại xã. Khai tăng đại đoàn kết, tó từ thôn trúng trải, bày thôn thắng lợi, các thân trang xạ bản phùng huyền hoàng sổ pì Đế tăng là chiều ly khai tàng lẻ tham cây số, tăng, tăng đại khai lộn quảng thỏng bét hạ, khai tăng này đại khai báo quay khẩu tăng cá mưa hùng lèn, đồng khóa quốc cân dân về hai tăng. Pinong cùng chắc lù, lê hết tăng cải pin ông sẽ phải mang ngày hơn ngày hợp việc khai thử nhưng cô cái là hẹn óc mới điều đơn thôn mà nhận đời lại xa bừng khen tốc lăng văn đằng óc quần khai tàng đã khai đầy cây số nâng tăng cải các kha tăng đòi đàn kết tỏ từ thôn chúng trải về thôn thắng lợi thân trung tâm xã bản phùng của huyện hoàng su phi đang cố gắng sẽ đẩy khẩy bóng thốt khẩu hàng bươn tham vì thông xin tiếp hạ này hòa chung đến không khí của cá nước hưởng ứng bươn thanh niên ngắm qua mà bàn thông vụ huyện đoàn quản bà đã hết lễ ốc quân bừng thanh niên vì thằng chiến tiếp hạ ơi lòng đầy hơn sốc bắc đoàn viên thanh niên giúp đỡ huyện tham gia đến tiền lòng ti giờ cùng mi thanh niên ti giờ ra mi nà thanh niên Việc hết tình nguyện vì thằng chiến tiếp hạ cũng huyện đoàn quản bà tập trung khảo lại việc hắn lên thăm ón huyện quản bà trung lên và hẹn bà làng bá trong đại hội đảng lai cấp đại bị quá đoàn viên thanh niên rút đầu huyền cùng một lai cơ quan đơn vị, hội đoàn thể, huyền đoàn quản bà đã khai óc đã chương trình bị ý nghĩa. Mò biên tăng cải bè bà suốt lại bản làng, lần báo giúp tục pháp luật, học đoàn viên thành niên, hạng lượt tinh nguyên. Dũ lễ ốc quân viên này, huyền đoàn quản bà đã tập trung lần báo mở hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lai cơ sở đoàn thanh niên, trung lên mở hạt đại tiểu chí bản làng báo, dương bùi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, tham gia và vận động tăng dần đoàn kết xây dựng tây thống văn hóa. hừa thanh niên hết chuyến tối mới lòng phèm bài túc tu liền, hừa thanh niên lập thần đập nghiệp. Ngày tốt lăng lễ phát đồng, hơn số bác đoàn viên thanh niên đã tham gia khai tàng, đấy hơn thảm bác mét tăng cải bài bà, rút thôn Na Vin, xa quản bà. Đa kỳ văn quá, do phạm hồn lâm dần lèm, đã hát ảnh hưởng đắc ra các bàn ốc là lông bệnh hẹn hở số cân bệnh thân khảm gia bệnh rút lành bệnh viện đơn tỉnh lai khẩn là nhất lại là long bệnh bằng thần thất trợ nhất là đích nội y tăng lai bệnh mò nhiễm khuẩn hô hấp viêm tiểu phế quản giúp bệnh viện đa khoa tỉnh từng hôm bươn tham thân căn này số cân bệnh thân khảm cấp gia bệnh giúp bệnh viện lệ hơn thông xin hạ bắc cần lai khẩn thi bắc cần so đời bươn thòng đa hẳn số cân khẩu viện chủ yếu là đích nội y đấy là long bệnh một thảo bằng nhiễm khuẩn hô hấp, viêm đăng, viêm bác, khẩn bác mùa. Về bà thần lai cần khẩu viện, hành đề do đời nhưng văn quá, do buôn phà khí hậu, chuyên tối, tranh lệch nhiệt độ. Nay lại ăn ngày vậy hãy là lòng dịch bệnh bàn óc, nhất là lòng bệnh mưa thất trời, cắp thảo bảng. Chính lòng hành, lại bác sĩ giúp bệnh viện đa khoa tỉnh báo lẻ, đời nhưng văn phà cắp mua lồng đầy, môi cân phải chủ động phong chay, hậm bản thân là, cùng một cân lươn là nhất là đấy là làn đếch nội ỉ cần ké phải để theo dõi các chăm coi hùng lèn đầy bạc mò chó mà môi trường sinh hoạt thang dài miếng hạt đếch nội thân nhường tì mình lại cần la lìn hạt kim thêm lai chất dinh dưỡng đã những văn phà đứt phà dần lèm thì phải quay thân đúng thử khóa hở lai làn mới để bong quả hay lem quả lúc lai làn bị lại biểu hiện ta bệnh lẽ phải ao thân ngay chăm xá xả hay bệnh viện vay khám cấp xả bảy ngày văn thế bất bươn tham câu bộ thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Giang, vào đấy bệnh viện Hà Tĩnh đã bị bài khám cấp gia bệnh, phát giá mỹ ao ngân, hàng pin đồng cần dần rút sạc kim thạch, huyện vi xuyên. Đại văn đằng lại y bác sĩ, lại thầy gia trẻ câu bộ thầy gia trẻ tỉnh Hà Giang đã khám cấp gia bệnh, tư vấn bởi lại long bệnh bằng thần hà, hãy tham bác cân bệnh, chú đề sạc kim thạch, huyện vi xuyên. Đỡ những cần tạo bệnh nắc, quá khả năng, khám gia bệnh rút chạm y tế xả, lại y bác sĩ đã tư vấn ra hải phát khẩn tuyến đường cung bài này đoàn đã phát ra mỹ ao ngần mưa lây lông bệnh ra mưa hà cấp chuyên khoa nổi hà cân ké hơn hà tiếp bì nên lên nương đã nhận việc hẹp bị ý nghĩa đầy chú hoạt động chương trình xuân tình nguyện bị thông chiến tiếp hà các hạt phong trao trong kỷ niệm bài thiết thí bì văn óc đoàn thành niên thỏng tiếp xúc buồn thầm quá việc khám ra bệnh này lại y bác sĩ sẽ hơi cân dân chắc lù hơn mưa hôm lành bệnh lý của bản thân là tư hằng tư vấn và mùi người chắc cách chăm coi hôm nay hay là đầy đầy bạc nhất. người cán bộ y tế rút xả chắc lù hơn mở cách ra bệnh theo phác đồ đối mùi cân bệnh. Cùng bài này, cơ đồ bộ thê gia trẻ đã tặng thoáng thiết quà mùi suốt qua lẻ tham bác xin ngần hàng đại lươn chính sách xã hội rút xả kiềm thạch quyền vi xuyên và đồng viên đại lươn phải quá những khó khăn hay kiềm phải khẩn đợi tới thống quang văn. Pin Hồng thường tiếp mời Pin Hồng toàn nghe tiếp bọn khỏi lần bờ khương cần đầy việc giỏi. Á hoàng thị trò, chắc hạt kinh giỏi. Đà ơ lại bia quá, phong trao nông dân hạt kinh giỏi, đầy lại lươn rút lại xã đào huyện Quảng Bình toàn hạt đẹp nhạc. Quá hạt phong trao này, đào huyện văn cam bi lại lươn hạt kinh giỏi. Lươn á hoàng thị trò, thôn quyên, xã xuân giang, cùng lệ gương tiêu biểu, mở hạt kinh tổng hợp. Hành đình tôi tù chống bà hiệu quả kinh tế cải luồng. Pi thông tin đinh tham Lên á đã chống gần vài thường bù bà liền Tốt con liền Lên á cùng chập nợ bí nội ăn giạc Do thiểu mưu ngân Thiểu mưu kinh nghiệm Đã cách liền Á đã phải học tham kinh nghiệm Một liền tôi thù rút lại tỷ táng Tốt lang hẳn Ở mà áp dụng khẩu thực tế rút liền là Hạ thân này Lên á đã bị bộ hình điểm bù chấm mà hiệu quả đang trầm Môi pi lên á khai xúc chạc mù Chống mà đầy Ngân thù hơn thòng phá hạt tiếp chiều mỗi pì từ khốn mù liền của lươn là óc con vằn, lươn á nhằn chống ngần, hẹt bể, sùng biêu gà. Vừa đảm bảo dự thang giao môi trường, vừa mì, chất vây đàng phẩy, khen ẩn, á nhằn liền thêm cái, môi bì từ khai kháy, cắp khai cái, chống hạ lươn á hơn tiếp hạ chiều ngần. Mẹ Hoàng Thị tởi Chủ tịch Hội Nông Dân Sa Xuân Giang, huyện Quảng Bình Lần. Bì thông sinh tiếp thí, chiếc hội thôn quyền đã bị lại mô hình hành kinh chống mà hiệu quả kinh tế đang lần mọi lươn á hoàng thị trò tô con đơn á cùng chập tàu bứa đòi ăn giặc từ lúc để linh ngân hàng á đã linh thăm tiếp chiều vay khai quảng hành kiền tư hành đã cho ma ngân thu đàng lần hà lươn á từ các hành kiền của lươn á hồn bồn khỏi đã ao khỏi hạt quảng cách hành này tư hẳn đã hư lai lươn cho ma đại ngân thu ổn định góp phần của ba mở kinh tế của tàng xà mi điều liền tồi tùa lên á nhằm trúc tham hát a đến bài kèo khăn này cũng đã có bần khải đối giác khai một khăn này thì áng thuần bài kèo của lên á sẽ chống bằng ngân thù hơn sốc tiếp chiều mi điều trúc bài kèo lên á nhằm trúc thêm bắp thêm măn vài mi đô kinh vài hở mù hở bất cái cấp khai bùi pi chống mắt hở lên á hơn thong tiếp chiều á hoàng tỷ trò thôn Quyên, xã Xuân Giang, huyện Quảng Bình lần. Có này có ngắm ao pùa thì cùng nhân chấp lại khó khăn lắm. Thân Pi thông xin linh ất, ngân hàng chính sách hàng linh ngân, lên khỏi đá linh, vay thử bù, thử cái, cấp thử bất mà liền. môi Pi khai mù, khai bất khai cái, cùng chống bàn đầy từ thòng bác, thần thảm bác triều ngân. Khai nãy hẳn, lên khỏi nhân tôm lào, bút bắp, hạt nà, vay khai, cùng chống mang ngân thù đảng trầm. Lúc lươn là đã hát kinh bây khẩn, Tà đầy khó giác giá. Lên lươn á, nhăng hừa lại cần táng, hát kinh vầy tả giác tả khó đầy vận. Á thằng bù lươn hồi viện vầy hừa lại lươn táng, mưa tùa phè, mưa cách chăm coi liền bù. Đến những toàn đã chống đầy hẳn, á đang lê gương điển hình cũng đồng sần huyền quang bình. Đào phong trào tả giác tả khó, bây khẩn hè rào. Các tham gia đầy mạc, Phong trào hạt bản Thông báo lễ toàn trâm Hà Típ Vi văn khai khát tang hạnh phúc, văn thiếp thòng bên tham Sưu Hà Nội. Tỉnh Hà Giang sẽ khai bày hợp báo mùa hội thảo ao kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang bay khึ้น. đào ta liên kết vùng Đông Bắc Tây Bắc. Các toàn trâm Hà thiếp Vi văn khai khát tang hạnh phúc. Văn thông thiếp bướn thám tỉnh Hà Giang khai lệ tòa trồng hà thiết phí văn khai khai tăng hạnh phúc giúp quảng trường thao sốc bươn thám thành phố Hà Giang. Khắp đầy truyền hình trực tiếp nơi sóng VTV Thống, Cô Đa Truyền hình Việt Nam. Mất bình hồng toàn nghe mục hiến pháp số thẩm thiết hà điều bác nâng linh chất, bác nâng linh pet cấp bác nâng linh cầu. Điều bác nâng linh chất, tài ất, viên kiểm soát nhân dân, hạt quyền công tố kiểm soát hoạt động từ pháp, tài thong viên kiểm soát nhân dân, miền viện kiểm sát dân dân tối cao, các loại viện kiểm sát táng, đẩy luật đình. Tài thăm, viện kiểm sát nhân dân, mê viện hệt để bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền tù cần, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền cấp lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, có phần đảm bảo pháp luật để chấp hành đầy đủ các thống nhất. Điều bác nâng đình bét, tài ất, nhiệm kỳ của viện trường, lai viện kiểm sát táng, cấp quốc viện kiểm sát đại luật đình. tại thòng viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm cấp báo cáo một việc hệt con quốc hội. Đợt thời gian quốc hội bí họp chịu trách nhiệm cấp báo cáo một việc hệt con ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch nước chế độ báo cáo một việc hệt quốc viện trường, cấp lại viện kiểm sát táng đại luật đình điều bác nâng linh cầu tại ất viện kiểm sát nhân dân đại viên trường lãnh đạo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tả chịu bàn lãnh đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp nửa. Viện trưởng Lai Viện Kiểm sát cấp tả chịu lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tài thông, lúc hết quyền công tố cấp kiểm soát một hoạt động từ pháp kiểm soát viên phải hết lâm theo pháp luật cấp chịu bà lãnh đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân. Bình Hồng thường điếp Mời Bình Hồng toàn nghe tiếp bọn khỏi lần bữa phóng sự Sa phương đồ hạt đầy hà Cầm bác báo mơ hạt nông nghiệp Sa phương đồ thành phố Hà Giang Lúc giờ cùng quay hạt nông nghiệp lệch trọng tầm đang hạt kinh tế xã hội Vậy hạt đầy hà cầm báo của bác Hồ Mơ hạt nông nghiệp Đang bay bác khẩn thăm tỉnh Hà Giang Khẩu pi xin nâng cỏ bác số tiếp ất Lại bị quá Sa đảo khẩu hạt đầy mạc Lại giải pháp mơ hạt nông nghiệp từng và chống bà đẩy giá trị cài luôn hơn đang hành đồng nghiệp mọi ông khoa học kỹ thuật khẩu hạt kinh áo nhưng long phe bày túc tu liền khai chống bà đẩy lai ngân khẩu đầm túc cấp liền xây má lai kha mương bay bị đầm đầm túc chuẩn bị đo mưa khốn về ván hờn lại lòng bày túc thư báo lại đồ cúa về hẹn việc quá này đã góp phần đầm túc thường tăng ra đến bi thần khắp chống bà đẩy ngân thu đàng trầm hạt cân sần pi xin nâng cầu bác số tiếp bớt bác hồ bay khẩn tham hà giang đặt lân báo pin đồng lai dân tộc tình mở hết đồng nghiệp lên pin nòng phải óc lên thi can hết kín phải tiết kiệm vay hết hở lươn giờ cùng đo kín hạnh phúc ái hết kín đầy mạc thì tôi con phải mi nằm phải mi khốn phải tối mớ mưa lại đồ của hết việc phải chịu khó khai quảng mưa liền bò liền vai cấp liền mù hắn nên những tu liền sẽ óc để lai khốn vài pì nòng ván hà na hà lầy phải quay thân hơn việc dư đồng trăm trường đồng lúc mày kín bác cấp bước mày già vài hạt đại hà cầm báo của bác lại vì quá đang bộ chính quyền cấp pì nòng lên dân tộc xã phường đồ thành phố hà giang đã khai quảng phong trào thi đua hẹn bếp việc bác hồ báo đảng bộ cấp pì nòng lên dân tộc tỉnh hà giang hà tầng này phong trào đã đẩy pan quảng thân lai chi hồi thôn xóm cùng mò môi liên dân Lê xa, Phấn Lê Pin Đồng, Hát Đai Na, Đỉnh Tội Tùa. Chính Long Hành, Phương Đồ Còi, hết đồng Nghiệp, Lẻ Hẹt Cốc, Đại hạt Kinh tế Xã Hội. Vài tời thổng cúp pin học cân dân, văn càng đáng đẹp nhạc hơn. Đối cơ sở điều kiện quốc xã, xa đà tròn, hay là, những cách hạp. Theo cầm phá quốc bác, lẽ áo khoa học kỹ thuật khẩu hành kinh, chuyên tối mưa lòng phèm bảy túc tu liền. Quay thân tiền báo Lai Kha Mường, chủ đồng mưa đỏ khốn, cấp thử máu, lại đồ của hệt việc. Quá này, chống bà giá chỉ dùng đinh lai khẩn, có phần nổi bài xuất lên khỏ, lông nhang hơn phấn đần, bị thong sinh tiếp thí. Thôn tha lệ thôn đầy coi, lệ hết đầy hà phong chào, hết bếp việc ba báo. Thôn tha bị bác đần thông tiếp lươn, đới sàng hà bác số tiếp cân dần. Phấn lại cân dần, hết lai nà, cấp liền tội tùa. Lại bị quá, hết cầm bác báo, mưa hết nông nghiệp, mưa tiết kiệm, mưa tối lại đồ của hệt việc, khai quảng đình tồi tùa. Đã chó ma hờ thôn, nhưng bà chuyến tối đang trầm. Khả nay tăng lai đình đàm túc bảy bác con pì, từ đàm thong vũ, đã khai quảng khẩn tham vùng bồi pì. Tăng lai lòng bảy túc ông mẹt, cho ma đầy, cùng lai khẩn đàng trầm. Từ hành ngân thù, áng tiêu hồ cần, chống ma đầy, lê sở thong thiết chiều, mùa cần đào pì. Cá Nguyễn Văn Thiền, bí thư chi bộ thôn thà, xa phương đổ, thành phố Hà Giang lần. Hẹt vết cam báo hồ báo lúc khẩn tham Hà Giang. Thế chi bộ thôn tha đã lần báo thân cần dân. Tối ao những lòng phe mây phúc, tu liền, bị giá trị kinh tế khẩu hạt kinh. Khả này đào thôn đã bị lại mô hình hạt kinh liền tòi thua Theo quy mô trang trại ao khoa học kỹ thuật khảo chăm khoai. Khả này đào thôn cũng bị hơn sốc thiếp ăn bánh thay phơ đình. Vậy thay phơ đình, đàm phúc bồi bổ của cần dân vay phong trào thì đùa hạt bét việc bác hồ báo ban quảng đã cân dần thôn tha đã lên báo thân cân dần tối bài lòng bài bài bút tu liền ao lên lòng bẫy thay phừa đình khảo hạt việc khả này tăng thôn bị sốc tiếp ăn máy thay phừa đình khen hẳn tăng cá lai lươn đau thôn đã khai quảng liền tồi tua tù. đang hẳn tập trung khảo liền vai liền bù các lai lươn bị quy mô liền hơn hạt tiếp tua mù đỡ ngân thù con pì chống ba đầy hàng Bắc triều ngân Lên á Nguyễn Thị Diền, lê nâng đã những lần đồng hành. Khen đến đầm khẩu đầm bắp, lên á diền, nhân khai quảng, quy mù liềm mù. Đới mù chạc liền, lẻ hơn chục tùa. Thân liên lai mù, lên á nhân chống ngần, xây thong sung biêu ô Công Con pì cùng tiết kiệm, đầy kỳ trúc triệu ngần. Hở chất đăng phai của đường là á Nguyễn Thị Diền, thôn tha xa vương đồ, thành phố Hà Giang lần khăn này liền tôi tù mi vất vả tay hạt lây hạt nà nên khỏi cũng đã mi điều kiện hạt đầy sum biêu gà vay áo chất đang pay hơn lên khỏi liền toi tù ngài hơn có này thôn tân thanh cùng lệ thôn mi lây pa chuyên tối đờ hành đồng nghiệp vay hạt đầy mẹ cầm bác báo thôn đã tập trung chuyên tối bởi lòng phe bài pêu tu liền ở những lòng phe tu liền phe bài pêu mi năng suất chất lượng khảo hạt kền quá này cùng quay thân việc biên lại mương nằm vai chủ động bị đau nằm đầm túc tối hào vai khẩn thai khẩn phừa một cót này lê dùng máy thay phừa đình hạt đầy lại hơn đại đam khẩu pin cũng đã quay thân ao khẩu đầm lên long phe khẩu lại bị chất lượng mô nhi yêu pet park thành tiếp pet càng yêu chất park thành tiếp hà sàn yêu số tiếp thảm tứ hờ lai long phe khẩu cáu năng suất chống mà đầy đòi. pin cũng quay thân chống ngân với đầm túc thâm canh khai quảng đi đầm túc lại lòng bắp mình năng suất chất lượng mỏ bắp lai tiếp tip xít cầu xiên sốc park cầu tiệp pet chín long hành năng suất sản lượng mình lòng bẹp túc tu liền giúp đỡ thôn văn càng lai khẩn cá nguyễn văn hoạch thôn tân thanh xã phương đồ thành phố hà giang lần có này vai thầy phơi đinh đà lê phải dùng mò dùng vài vài thầy lê vất vả làm mò khăn này dùng máy thầy phừa vài thầy phừa đinh nhàn hơn con cấp tiết kiệm đầy thời giờ hơn vai đầm túc thường để tăng lại đình bị thành góp phần chống bằng ngân thù hạc cân dân cấp ủy chính quyền xã cấp ban quản lý thôn tân thành đã lân báo cân dần khai quảng mưa đầm túc phù dần ao lai long phe phác với giá trị kinh tế khẩu đầm túc màu bắp cải lai lòng phác đầu thu tường thu đình vai khai hạ cân dân nọc thành phố đối việc khai quảng đi đầm túc lai long phe khẩu phe bắp lai long phác đầu chăm quay đầy hà đoàn vai đoàn bù đoàn bắt cái tây thổng một tinh thần của một vật chất cúp bị nồng cân sân đầy cai thiền đàng trầm. Khăn này tăng thôn tân thành, mì bé thiếp thí lườn sòng ngắm bị lươn khỏ nâng. Á à, Nguyễn Thị Thiềm, bí thư chi bộ thôn tân thành, xã phương đổ, thành phố Hà Giang lần. Hẹt bét việc bác hồ báo lúc khẩn tham Hà Giang, cấm nghị quyết của chi bộ, bị nồng đơ thôn tân thành, đa bào cằn, hẹn kinh. Chuyến tối mưa lòng phèm bạch túc tu liền, ao lên lòng máy thay phơ đình, khảo hẹt nà, hẹt lầy. Có thể lần, đời thời gian quá, đang bổ cấp bị đồng lên dân tộc xa phường đồ đã hẹt theo đây hà, cầm bác báo. Lần điều bị thông xin thiếp thí, phương đồ lề đường đã tham xã cũ tăng tình, đầy công nhân lề xa chuẩn bà đảng báo. Số lượng khá giàu cũ xã, chiếm hơn thăm tiếp cỏ phấn. Tăng này đi đâm túc đông nghiệp, đầy dùng thần Tăng này lòng bày túc ô mẹt, chóng mà hơn xuyên đằng chết bác, hạ tiếp hạ triều tấn đoàn toàn tùa quốc xã mi xã hạ bất cái hơn thông tiếp xuyên tùa ngân thù chó mặt thiêng hồ cần án đại sở thông tiếp chiều bùi cần đợp nhưng tù số ấn tượng đà phân giờ lần mưa và quyết tâm mới chịu khó giác của đảng bộ cấp pinòng nòng dân tộc xã phương đồ vai vần hẹn hà cầm bác báo báo đời thời gian bữa nà đà, đảng bộ bì nòng dân tộc xã phương đồ sẽ phát huy nhưng toàn là đã chống đẩy bày quá những ăn giặc ăn khẳng vài đoàn kết thi căn đảng hành kinh hạt hạt bản làng là văn càng tối báo bài khinh ké nguyễn xuân Diệu bí thư đảng ủy xã phương đồ thành phố hà giang lần vài vật hạt đầy mạc bét việc báo hổ báo đúc hình thăm hà giang và những cam báo hành văn chữ bài đang chờ mùi cần dần thì đảng bộ xã phương đồ sẽ vẫn óc nghị quyết đợi bị thoảng tiếp hạ cùng bọn những bị mưa nà chủ yếu tập trung khỏi lại tiêu chí mưa hạt bản làng báo hạt cốc lê chống bằng ngân thu hạ cần dần đang bù xả đà áo khẩu lên báo thường đại chi bộ thôn bản bằng những kế hoạch lò làng bằng cách phân vùng tham thôn giúp bù tùng lê phải Phúc mẩy chè Phúc mẩy má háu lai thôn rút ti tắm thì chuyến từ đam khẩu khảm túc phát bụng bóc cấp khai quảng mới liền tồi tùa bật cái giao hàng là chi bộ thôn bản óc nghị quyết lần báo đa nhiệm kỳ thông xin tiếp hà thông xin tiếp pet cùng một những việc trong tâm cúp thong xin tiếp hạ phía học cấp hai theo cam bác báo đã đại đăng bộ cấp pi nòng lai dân tộc sạp phương độ hạt đại hà quá này pan quảng phần phong trào đang mùi cần dần mùi lươn dần đã những toàn đã chống đẩy xe lệ ba bay phải đảng bộ cấp pi nòng lai dân tộc sạp phương độ chống mà đầy lại thành công báo đang hạch kinh tế xã hội nhưng bị mưa nà đà. đài phát thanh truyền hà giang thông báo tư văn so thông bươn tham vì thông xin tiếp hà đài phát thanh truyền hình Hà Giang sẽ tối khung giờ phát sóng phát thanh quá tần số FM phát đằng BGHz, các phát đằng linh tham BGHz là chương trình thời sự tổng hợp của tham đồng cầm, lây cam tay, cam bồng, cam rào, tư văn thứ hai, thần văn thứ bảy con tuần đồng lằng Chương trình cam tay phát từ lúc một giờ trải, thần bột vòng trải, phát lại khỏi lúc phép giờ, thần phép vòng tràng khình. Chương trình cam bồng phát từ một bèo chài thần thong dơ chài phát lại khổ lúc pet bèo thần cầu dơ khầm chương trình cam rào phát từ lúc thong dơ chài thần thông bèo chài phát lại khổ lúc cầu dơ thần cỏ bèo chẳng hình lần điều văn chủ nhật phát chương trình ca nhạc cúc tham long cầm lấy cầm tay cam bồng cầm rào đài phát thanh truyền nga rằng thông báo với pin hồng lai dân tộc đơn tỉnh để chắc toàn nghe là chương trình cúc đài bồn khỏi pin hồng thường điệp Chương trình thời sự thành quả tổng hợp cam tài của đại đài phát thanh Hà Giang Văn này, Mì phát thanh viên Hoàng Huy, kỹ thuật viên Hồng Dung hẹn thằng này lẻ lèo. và máy Pinong đã tổng ngày chương trình. Thường đi